Câu số 300, câu 300 nhìn dễ lắm. Và tại thời điểm này này thì là chỉ tồn tại, đây là BaOH2 lần này cộng với lại BaOH2 lần cộng với lại Al2SO4 3 lần. Bắt đầu từ lúc thời điểm này thì lúc đây là kết tủa đi trường tồn, có nghĩa là chỉ tồn tại BaSO4. Chỉ tồn tại BaS4, vậy ở tại thời điểm này chỉ tồn tại BaS4 này. Đúng không? Thế mà số mol của BaOH2 lần, đây số mol kết tủa, vậy là 69,9 chia cho 233. 69,9 chia 233, không biết cái máy tính xịn thế đâu. Máy tính yêu quý. Bạn nào có máy tính bấm giúp thầy đây. 299 chia cho 233. 69,9 chia 233 thì bằng 0,3 mol. Và anh này 0,3 mol này. Đúng chưa? Vậy bảo toàn bari thì số mol anh này bằng 0,3. Đúng không? Đúng không? Đấy, đơn giản vậy thôi. Thì anh này kết tủa là 0,3 mol đúng không? Đấy, đứa nào làm này là sai. Tại thời điểm này tồn tại cả anh AlH4 lần trừ nữa. Bởi kết tủa AlH vừa tan xong. Đúng không? Tồn tại cả AlH4 lần trừ thì mình bảo toàn nhôm 3 cộng nhá. Và ống nghiệm chứa này, dung dịch này, đồ thị biểu tiễn kết tủa theo thể tích dung dịch BaOH lần đây. Và ở đây là BaOH lần vào cộng với thằng này để tạo thành BaS4 và BaAlOH tất cả 4 lần, tất cả 2 lần. Được chưa? Đấy, thì kết tủa chỗ này bằng 2, bằng 69,9 này. 69,9 là nó bằng 0,3 này ở đây. Đúng không? Vậy thì đặt, chỗ này bắt buộc phải đặt thôi. Bao nhiêu OH trừ thì chú ý vào đây. Đấy, đứa nào làm nó 0,3 là chết. Nhá, thì nhắc lại, đứa nào làm nó 0,3 là chết. Thế thì 0,3 ở đây thì mình sẽ tìm này. 0,3 mol BaSO4 đúng không? Thế là ở đây trong cái dung dịch này tồn tại có BaOH4 lần nữa. Vậy là số mol BaS4 được bảo toàn. Đúng không? Giá trị của V gần nhất mà. BaS4 2 lần được bảo toàn. Thế thì gốc S4 là bao nhiêu thì chui hết vào đây. Đây trong này là chui hết vào đây rồi. Và ở đây là bari này còn dư anh trong này. Đúng không? Và trong dịch chúng ta còn tồn tại thằng nào nữa không? Hết rồi, đúng không? Vậy đây là 0,3. 0,3 thì số mol của anh chỗ này phải chia cho bao nhiêu nhỉ? 0,2 đúng không? 0,3 này thì anh này là bằng 0,3 chia cho 3 thì bằng 0,1. Nhôm là 0,1 nhân 2 chia 2 thì bằng 0,1. Vậy bari là 0,1 nhân 1 cộng 0,3 thì là bằng 0,4. 0,4 chia 0,2 thì bằng 2. Bằng 2 nhá. V bằng 2. Vậy giá trị nó gần nhất bằng 2,1. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B, được chưa? Thôi bây giờ mình vào các câu dễ. 301 nào. Các em cùng comment đáp án cho thầy nào. 301 đáp án gì? Thanh niên cùng comment đáp án nào. 301. Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu bí ổ rê? Nào comment thật nhanh đi xem. Chất nào, dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu bí ổ rê? Bí ổ rê nghe vẻ khó phết nhỉ. Chất nào sau đây có phản ứng màu bí ổ rê đây? Cùng comment cho thầy xem nào. Bí ổ rê là thằng nào? Bí ổ rê là thằng nào thế? Bí ổ rê. Anh nào sau đây có phản ứng màu bí ổ rê? Bí ổ rê như vậy của bọn tripeptide trở lên đúng không? Bí ổ rê như vậy của thằng tripeptide trở lên. Vậy đây mình có này. Metiformat là không có bí ổ rê. Đúng không? Glucose không có, dimethyl amin không có. Vậy là chắc chắn chúng ta phải vào lòng chẳng chứng. Đáp án đúng đáp án A, rất tốt. Đấy, khá nhiều bạn comment đáp án A. Mình sang câu tiếp theo, câu 302. Để phân biệt ba dung dịch ta dùng thức tử nào sau đây? Nào. Để phân biệt ba dung dịch thì ta dùng cách nào sau đây? Điện thoại thì sập nguồn rồi không share cho các bạn được. Các bạn giúp thầy share lại về tường trong tác các bạn trong video livestream nhá. Để phân biệt ba dung dịch, để phân biệt ba dung dịch. Đây 302. Dùng thức tử nào sau đây? Thế ở đây chúng ta ưu tiên dùng quỳ. Quỳ thì anh này một nhóm NH2 một nhóm CH này. Vậy là quỳ không đổi màu. Anh này có một nhóm CH về quỳ đổi thành màu đỏ, anh này một nhóm nữa thay quỳ đổi thành máu xanh, một đỏ một xanh, vậy đáp án chúng ta dùng quỳ tím D. Ok chưa? Câu 303. Câu 303. Dung dịch nước và rôm tác dụng dung dịch chất nào sau đây ở nhiệt độ thường tạo ra kết tủa màu trắng? Đấy. Tác dụng ở điều kiện thường nhé. Mà lại phải tạo thành kết tủa máu trắng, các em lưu ý nhé. Đã tác dụng ở nhiệt độ thường rồi nhưng mà lại phải còn tạo thành kết tủa màu trắng. Vậy đây mình có này. Anh này có tác dụng nhưng mà không tạo thành kết tủa màu trắng, đúng không? Vâng. Anh này cũng tương tự vậy. Đúng không? Anh này tương tự vậy. Vậy chỉ có anilin tác dụng ở điều kiện thường tạo kết tủa màu trắng thôi. Đáp án đúng đáp án D. Câu 304. Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Tinh bột thì thủy phân trong môi trường axit chắc chắn tạo thành alpha cùng glucose rồi. Ethylacetate thì chắc chắn thủy phân trong môi trường axit, mũi tên hai chiều rồi. Gliala cũng thủy phân trong môi trường axit để tạo thành gly và ala muối rồi.
Đấy, chỉ có glucose là monosaccharide. Monosaccharide thì không thể phân trong môi trường axit. Cái cách học lý thuyết tốt nhất và nhanh nhất đây là cách làm bài tập để mình có thể làm bài tập tổng hợp để mình có thể tự lôi lại lý thuyết trong đầu, đúng chưa? Bây giờ mình sang câu 305. 305 hơi xưa một tí thì thầy giải nhanh nhanh cho chúng ta cùng quan sát nhá. 305 cho m gam tinh bột, vậy mình có là C6H10O5 lên men thành ancol nitric, hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%, 0,75, thu được 2 lần CO2. Toàn bộ CO2 sinh ra trong lên men thì thu vào nước vôi trong, nước vôi trong không nói dư hay không, để thu được kết tủa là CaCO3, khối lượng kết tủa bằng 30g, được chưa? Khối lượng giảm 12,4, vậy mình có này, m dung dịch giảm bằng m vào trừ m ra. M vào là MCO2, đúng không? M ra là m kết tủa. M dung dịch này là giảm, vậy là giảm 12,4, âm 12,4 thì bằng MCO2 trừ 30. Đến đây mình tìm được MCO2 bằng 30 trừ 12,4. 30 trừ 12,4 bằng 17,6. MCO2 bằng 17,6. Vậy mình tìm được số mol luôn, chia 44 bằng 0,4 mol CO2. CO2 0,4, vậy ở đây 0,4 này. 0,4 nhân 1 chia 2 bằng 0,2. Thuận nhân nghịch chia, chia cho 0,75. 0,2 chia 0,75. Được chưa? Được bao nhiêu nhân 162? 43,2g. Được chưa? Phải đáp án đúng, mình đáp án C, 43,2g. Ok, các em hiểu không? Học sớm dễ vô chính xác em luôn em. Đấy, câu này dễ thôi. Nhiều đứa bị nhầm là chỗ này là cho vào xe mắt dư đến số mol kết tủa bằng số mol CO2 là chết. Khéo bây giờ đầu óc của nhiều đứa chưa được kịp loát ấy nhỉ. Nhiều đứa chưa kịp loát ấy. Các em xe này về tường nhá, giúp thầy xong rồi tag các bạn vào trong video livestream này nhá. Để cho các bạn biết là sáng nay thầy Minh Mielin đang livestream, không nhiều đứa không biết đâu. Mình sẽ có sang câu tiếp theo, câu số 306. Câu tiếp theo câu số 306, học sớm mới dễ vô chính xác. Nào các em cùng trả lời cho thầy đáp án xem câu 306 đáp án gì nào. 306 đáp án gì nào cả nhà. Có cái điện thoại mà cắm sạc cả tối. Ô, không biết 306 á cả nhà. Hay là não chưa kịp loát. Nhúng thanh sắt vào dung dịch COS4 sau một thời gian quan sát thấy hiện tượng gì? Nhúng thanh sắt vào dung dịch COS4 này sau một thời gian này thì quan sát thấy hiện tượng gì này? Đây mình thấy này, chắc chắn là xảy ra phản ứng Fe cộng với lại CO2 cộng để tạo thành Fe2 cộng cộng Cu. Vậy là mình có đồng bám vào bề mặt thanh sắt. Thanh sắt màu trắng là thanh sắt màu đỏ, thanh sắt màu sáng, thanh sắt màu đỏ, đúng không? Vậy đây mình có này, thanh sắt của chúng ta phải là có đồng bám vào thì thanh sắt sẽ chuyển sang màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh bởi vì đồng hai cộng bị phản ứng. Vậy đáp án đúng mình là đáp án B, thanh sắt màu đỏ, dung dịch nhạt dần màu xanh em nhá. Phần này các em hay yếu bởi vì các em học không nắm rõ bản chất của hóa cho lắm, suốt ngày thích học công thức thôi là chết. Câu 307, phát biểu nào sau đây là không đúng? Để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để dễ nấu, người ta dùng giấm ăn, chính xác. Trong môi trường axit, fructose chuyển thành glucose, sai. Chỉ có fructose trong môi trường kiềm chuyển thành glucose thôi. Tripeptide tác dụng với COH lên lần trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu tím, cái này đúng, đúng không? Dung dịch aniline không làm quỳ tín chuyển màu xanh, đúng, đúng không? Vậy sai ở đây là B. Câu 308. Câu 308. Dung dịch amino acid nào sau đây làm xanh quỳ tím? Chúng ta lưu ý này. Lysine chúng ta có hai nhóm NH2, hai nhóm NH2, một nhóm COH, vậy là làm quý tím trở thành màu xanh, đúng, chính xác. Glycine một nhóm COH, một nhóm NH2, alanine một nhóm COH, một nhóm NH2, không làm quỷ đổi màu. Acid glutamic là hai nhóm COH, một nhóm NH2 thì làm quỷ trở thành màu hồng cơ. Loại tiếp, đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án A. Câu 309 à. 309 hoàn toàn chúng ta tìm được số mol magie bằng 2,4 chia cho 24 bằng 0,1. Đến đây mình tìm được số mol hiđro bằng 0,1 mol hiđro. 0,1 mà nhân với 2,4 thì bằng 2,24 lít. Đáp án đúng đáp án A. Đây là những câu chuẩn dễ kìa. Câu 310. Câu 310. Cho 8,3g hỗn hợp đơn chức amino đơn chức mạch hở tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch. Các em chú ý nha. Tối nay thì thầy sẽ dạy về phần đồng phân nete. Một trong số phần khá là hot. Bạn nào không muốn bị biến thành người tố cổ thì có thể xem tối nay. Tối thứ 5 thì thầy sẽ live stream chúng ta về câu hỏi hình vẽ thí nghiệm nhá. 8,3g hỗn hợp amin. Vậy ở đây thì có này, bảo toàn khối lượng. Bảo toàn khối lượng. Ta có này 8,3g hỗn khối lượng 2 amin 8,3 cộng với
HCL, MHCL là bằng 0,2x. Mình được là 0,2x nhân với 36,5 thì bằng 15,6 gam hỗn hợp. Vậy hoàn toàn đây thì tìm được x luôn. 15,6 trừ đi 8,3 bằng chia cho 0,2 nhân 36,5 bằng 1. Vậy đây giá trị của x bằng 1, đáp án đúng đáp án D. Ok chưa? Đấy. Bạn nào chưa xe nhanh về tường nhá. Câu 311, chất nào xong không lại amin bậc 1. Các em lưu ý amin bậc 1 là nó phải có RNH2. Để cho anh này NH và anh này là amin bậc 2. Bậc 2. Đề bài hỏi chúng ta là không phải amin bậc 1 và anh này bậc 2 là đúng là không phải. Anh này bậc 1, anh này bậc 1, anh này bậc 1. Ok. Câu 312. Câu 312. Trong một số trường hợp khi người bệnh bị suy kiệt thì được bác sĩ chỉ định truyền dịch đạm để cơ thể sớm hồi phục. Chất đạm trong dịch truyền là. Úi giời ơi. Câu này ối nó tù nhầm. 311 đáp án gì các em? 311 đáp án gì? Truyền đạm, chất đạm trong dịch truyền là. Đấy, đây này. Chết hết. Chết hết, chết hết, chết hết. Truyền đạm mà các em. Truyền đạm mà các em. Truyền đạm mà. Thế nhắc lại đây là truyền đạm. Truyền đạm nhá. Biết ngay mà. Nhiều đứa chết. Bét từ là nhè luôn. Truyền đạm là gì? Đạm cơ mà cả nhà. Truyền đạm là gì nhỉ? Đấy. Một câu thôi mà làm hoảng loạn. Hết. Truyền đạm là gì? Đi hết con này ăng lươn luôn. Đáp án gì các em? Truyền dịch đạm, úi rồi đấy. Này mà đi thi là tèo hết. Đấy, úi rồi ôi. Thế bây giờ ok chưa? Ok chưa? Nào, sẽ phải để thế cho biết. Nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ để giải thích này. Đạm là có gì? Nitơ. Đúng không? Đạm mình biết là có nitơ rồi. Được chưa? Thế vậy ở đây mình có này. Đạm là có nitơ, vậy saccharose là không có nitơ này. Được chưa? Glucose không có nitơ, vứt hàng này đi. Bây giờ vân vân ra amin rồi, amino acid. Amin là nó độc. Amin là nó độc. Vậy loại amin luôn. Vậy chỉ có thể là amino acid. Vậy truyền đạm là truyền amino acid. Tèo hết còn gì nữa. Đi hết còn gì. Bao nhiêu bạn chọn glucose. Bạn nào thì chọn đây này. Rất nhiều bạn chọn glucose này. Saccharose amin này. Truyền đạm là truyền amino acid kèm ạ. D. Nhớ nha. Hỏi thế là mày chết hết. Thầy biết ngay mà. Kiểu hỏi hỏi như vậy là chết. Bao nhiêu đứa sai chấm cái xem nào. Hôm nay được thông não rồi. Sáng nay được thông não sáng sớm, dụng rất nhiều. Đúng không? Truyền amin xanh cỏ, chính xác. Câu 313 nào. Nào, câu 313 nào. Câu 313. Cho dung dịch chứa mg glucose tác dụng với AgN3 đun nóng thu được tối đa 10,8 gam bạc. Mình tìm được số mol bạc bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm ra được glucose bằng 0,1 chia cho vãi trường. Sáng nay bị hack não học rồi. Mình có là một glucose. Nhiều bạn cứ khinh thường đi. Đúng không? Được thầy ơi, quá được. Glucose.
thì ra được 2 bạc. Số mol bạc bằng 0,1, vậy suy ra số mol glucose bằng 0,1 nhân 1/2 bằng 0,05. Đấy, bạn nào sai thì chấm cái xe lại về tường đi. Những câu này, những câu mà rất dễ thi, thi phát là tèo hết cả một thế giới luôn. 0,5 nhân với lại 180. 9 ngàn, 9 ngàn đáp án đúng, chúng ta đáp án D. Nhớ có viên đáp án nha. Câu 314, nay mình chuyển lên câu 350. Câu 14, 314 cho 2,24 gam bột sắt. Thế mình tìm được số mol sắt nhỉ. Em toàn truyền amin có sao đâu. Bột sắt, số mol bột sắt bằng 2,24 chia 56 bằng 0,04. Và dung dịch COOH4 số mol bằng 0,05 nhân 0,2 0,01. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch và mờ gan chất anion. Vậy ở đây mình có này. Lúc đầu nhìn thấy chữ đạo nó phanh bất chấp là chết. Đồng 2 cộng tạo thành sắt 2 cộng. Cộng với đồng. Số mol sắt bằng 0,04. Số mol đồng bằng 0,01. Vậy ở đây tính theo đồng. Anh này bằng 0,01, đúng không? Và mờ gan chất rắn. Vậy chất rắn đây gồm Cu và Fe dư là 0,03. Vậy sẽ bằng là 0,01 nhân 64 cộng 0,03 nhân 56 bằng 2,32 gam. Đáp án đúng, mình đáp án B mà. Rồi tốt, chính xác. Câu 315. Câu 315 nè. Nào, câu 315. Để thủy phân hoàn toàn mờ gam Fe đơn chức cần dùng vừa hết. Sau phản ứng thu được công thức của X là ui Fe đơn chức CXHIO2 vào NaOH. Số mol NaOH bằng 0,25 nhân 0,2. 0,05. Sau phản ứng thu được ancol và muối, muối là RCOONa 3,4 0,05 cộng với lại R,OH 0,05 2,3. Ok chưa các em? Vậy hoàn toàn mình có này. Vậy hoàn toàn mình có này. R,OH phân tử khối sẽ bằng 2,3 chia 0,05 bằng 46, đúng không? Vậy mình tìm được là R bằng 29. Suy ra ancol chúng ta chắc chắn là C2H5OH. Ok. Tiếp tục nha. Bạn nào chưa xem lại về tường thì xem thật nhanh nha. Vậy mình có này, R này cộng với cụm này là cụm 67 thì bằng 3,4 chia 0,05. Vậy nên mình tìm được R bằng 1. Vậy chắc chắn đầu này là HCOONa. Vậy một đầu của mình là, vậy suy đoán là HCOOC2H5. Được chưa? Vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Ok. Câu 316, học bài sáng sớm, chiến đấu cùng chiến đấu sáng sớm nào. 316 đáp án gì cả nhà? 316 đáp án gì? Cho dãy các chất, số chất mà phản ứng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Cho dãy các chất, số chất mà phản ứng được với dung dịch NaOH ở điều kiện thường. Đấy, gần đây 100 bạn học buổi sáng rồi. Xe thật nhanh về tường nhá. Bạn nào chưa xe thì xe lại, xong tác các bạn vào trong video livestream này. Nào, có 316. Các em nhìn thấy là thầy đang ẩn các video rồi, tí là thầy ẩn nốt. Tí là thầy ẩn nốt, sáng dậy chưa kịp rửa mặt, chưa đánh răng. Khổ thế. Tối hôm qua livestream phát xong lên giường đi ngủ, sáng nay dậy lại livestream tiếp cho bọn học sinh 2K1. Sắp thi rồi, cố lên nhá. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Ethylacetat không, trilin có phản ứng thủy phân nhá. Glucose không, nó là monosaccharide không, anilin không. Glycine là có phản ứng với NaOH, đúng chưa? Vậy đây hỏi là số chất phản ứng với NaOH nhiệt độ thường. Ethylacetat có đúng không? Trong môi trường H cộng. Đấy có, vừa nãy thầy gạch nhầm đấy, sáng dậy. Đúng rồi, 1 2 3, được chưa? Ba chất, chỉ có glu và ani là không thôi. Vậy là 1 2 3 chất đáp án đúng, đáp án D. Thầy thấy bạn tên là anh Đức đúng rồi đấy. Phương Linh đúng, chính xác. Đấy, tác các bạn của em vào để cùng học bài sáng sớm nha. Đấy, sáng nay được tận 99 đứa dậy cùng học rồi. Câu 317, loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Nào, loại tơ nào các em? Loại tơ nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng nào? Loại tơ nào được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? Trùng ngưng thì mình có này, visco là trùng ngưng, nitron là trùng hợp đúng không? Nilon 6,6 cũng là, à đâu, visco là xen vào dung dịch CS2 không phải trùng ngưng, visco không phải trùng ngưng, nitron không phải trùng ngưng, cellulose acetate không phải trùng ngưng, nilon 6,6 mới là trùng ngưng. Nilon 6,6 là đi từ acid adipic, adipic cộng với lại hexa
methylene diamine. Nhớ nha. Là do hàng này. Vậy đáp án đúng mình là ni lông 6,6. Ok, rất tốt. Câu 318 nào. Chất nào sau đây vừa phản ứng với CH5NH2? CH5NH2 là nó chỉ ăn với axit thôi. Đúng chưa? Vậy đây mình có này, CH3OH là không ăn được với CH5NH2 vớt. HCl ăn được, NaCl không ăn được. Nhưng HCl chất nào sau đây vừa phản ứng được với CH5NH2 là HCl, NaOH thì không, đúng không? Vậy đáp án đúng đáp án C, HCl. HCl vừa ăn được CH5NH2 vừa ăn được amino acid, đúng chưa? Ok, đúng rồi. Sang câu 319 nào. Đấy. Hóa đã hách não rồi mà là buổi sáng ngơ ngơ ngáo ngáo. Đúng rồi đấy, vậy em tưởng tượng cái cảnh là nếu mà em mà đi ngồi phòng thi vào buổi em thi buổi sáng môn hóa mà thì em cảm giác thế như nào, ngơ ngơ ngáo ngáo như thế nào nữa. Thế nên thầy mới phải làm cái chuỗi này khó khăn, chịu khó để sớm để làm cho các em để nói cho em biết một điều rằng là đấy bọn em thi buổi sáng nên phải luyện tập não vào buổi sáng nhá. À, và chắc chắn là gần thi rồi không thể mà đi chém gió được, chém gió vào lúc này thì rất là phí thời gian. À, trùng hợp 1,5 tấn ethylene. Ethylene là C2H4, đúng không? 1,5 tấn ethylene. Thế thì số mol của nó là 1,5 mà chia cho 28 thì ra được polyethylene thì vẫn là C2H4 tất cả n lần thôi, nhưng kệ nó thôi. Hiệu suất đề bài cho bằng 80% là 0,8. Vậy này vẫn là 1,5 chia 28 thuận nhân với lại 0,8. Được chưa? Được bao nhiêu lại nhân trở lại với 28 nữa? Mình được là 1,5 nhân với lại 0,8 chia cho 28 bằng được bao nhiêu nhân với 28 nữa? Bằng 1,2. 1,2 là đáp án đúng, chúng ta đáp án C, 1,2. Ok. Câu 320 nhá. Câu 320. À, cho các chất, số chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên. Số chất có lực bazơ mạnh nhất trong dãy trên. Thế thì amin bậc 1 là phải mạnh hơn NH3. Nhưng mà amin bậc 2 lại mạnh hơn amin bậc 1. Vì vậy nên chất mà có lực bazơ mạnh nhất là thằng CH3, NHCH3. Được chưa? Đấy, bạn nào chưa xe lại về tường, xe lại nhanh về tường nhá, để cho các bạn cùng biết, để cùng có thể học với thầy. À, câu 321. Các em để ý rằng là thầy đã ẩn gần như hầu hết các video live stream ở trên tường thầy rồi đấy, nên là không xe lại là không có tài liệu để học đâu. Câu 321. Ethanol đơn trước mạch hở công thức chung là, nào comment xem nào, ethanol đơn trước mạch hở công thức chung là gì, nó là gì nhỉ? CnH2nO2 đấy. Mai Hương đúng, Phát Miamilin đúng. Ok. Và điều kiện nhá, N phải lớn bằng 2. Câu 322. Este CH3CO CH3 có tên gọi là gì? Anh này đầu này là đầu metin này, đầu này là đầu acetat. Vậy este này của nó sẽ có tên gọi là metin acetat. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Đúng rồi, comment đáp án mạnh mẽ mà. Câu 323. Vừa nãy bị một cú lừa rồi. Vừa nãy bị một cú lừa đấy. Đứa nào bị một cú lừa thì phải xe về tường. Ai đi chọn đáp này là đường glucose, chết tôi không. Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây? Chất béo là trieste của axit béo với lại glycerol và các muối của axit béo. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C, glycerol. Đúng không? À, câu 324. Kim loại có độ cứng lớn nhất. Kim loại có độ cứng lớn nhất, đúng là chọn vàng nhá. Vàng là dễ dắt mỏng nhất. Vậy kim loại có độ cứng lớn nhất ở đây nó phải là thằng nào? Chrome các em ạ. Chrome có độ cứng bằng 9, chỉ đứng sau kim cương thôi. Kim cương rất tiếc nó không phải là kim loại. Thấy chưa? Câu 325. Este nào có phần tử khối là 88. Thế thì mình biết ra thôi, là mình biết anh etin acetat là CH3COOC2H5. Anh này có phần tử khối bằng 88, vậy chọn ngay. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 88 là etin acetat. Câu 326. 326 lại phải chữa rồi. Hỗn hợp gồm H2N. Các em comment đáp án nhé, xem đáp án nào. COH số mol 7,5 chia 7,5 bằng 0,1. Và CH3COOC2H5 số mol bằng 4,4 chia 88. 0,05. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaOH. Sau phản ứng toàn toàn tu được dung dịch Y. Với dung dịch Y chúng ta gồm H2N, CH2, CONa. Đúng chưa? Và CH3CONa. Đấy, đây 0,2 mol này. Và hoàn toàn ta có này, anh này 0,1. Anh này 0,05 và bảo toàn natri này, đây có 0,1, đây 0,05 bằng 0,15 mà tận đây 0,2. Điều này chứng tỏ NaOH còn dư, nhiều đứa quên chỗ này. Đúng chưa? Em ơi, đề khó là thầy làm vào tối hôm qua rồi. Sáng nay là làm câu nhận biết thông hiểu nhá. 0,2 trừ 0,1 trừ 0,05 bằng 0,05. Những bạn nào muốn làm đề khó thì học buổi tối. Còn đây là thầy làm những câu nhận biết thông hiểu để cho các em làm chắc chắn đúng. Thế vậy đây là chất rắn khan này. Và hoàn toàn này được này. Bấm máy tính xem này. Anh này là bằng 0,1. 0,1 nhân bằng ngoặc đơn này. À, 75 cộng với lại 22 cộng với 0,05 nhân 82 cộng với 0,05 nhân 40 bằng 15,8 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B bỏ. 324C đúng rồi. Đinh Huyền, chính xác. Đấy. Có 326 các em hiểu không? Các em hiểu bài thì chấm cái để thầy biết nhá.
326, các em có hiểu bài không? Bạn nào hiểu thì chấm ngay để thầy biết. Sau đó mình sang tiếp tục câu 327. 327 mình có 350 cơ mà. Kết quả thí nghiệm các dung dịch XYZ với thuốc thử ghi ở bảng sau này. X làm quý tím thì quý tím chuyển màu xanh. Metinamin thỏa mãn, metinamin thỏa mãn. Có thằng glucose không thỏa mãn, loại C, loại D. Được chưa? Tiếp tục Z và dung dịch AgNO3 trong N3 đun nóng thu được kết tủa màu trắng. Vậy lòng trắng trứng thì không thể thu được kết tủa trắng, chỉ có glucose cho vào AgNO3 trong N3 mới thu được kết tủa trắng thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Loại B tiếp. Được chưa? Câu 328 chúng ta sử dụng skin của thầy. 328 chúng ta sử dụng skin gì ấy nhỉ? R1COOR2. Mình có R1 cộng R2 thì bằng 3 trừ đi 1 carbon thì còn 2. Mình có 0 cộng 2, 1 cộng 1. Bạn nào mà không biết cái skin này thì tối nay có thể theo dõi live stream thầy nhá. Tối nay vào lúc 20:30. 345248 012 chữ 1 1 1 1 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy là tổng cộng mình có 2 đồng phân. Vậy đáp án đúng đáp án B, 2 đồng phân ete. Câu 329. Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc, nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong chất sau để khử độc thủy ngân? Vậy chắc chắn ta chỉ có thể sử dụng gì? Chúng ta lợi dụng cái phản ứng là HG cộng với lưu huỳnh ở điều kiện thường để tạo thành HGS. Vậy thì đáp án đúng chúng ta là bột lưu huỳnh. Được chưa? Câu 320. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide? Câu 330. Chất nào sau đây thuộc loại polysaccharide các em ơi? Polysaccharide thì mình có này. Glucose là monosaccharide, saccharose là disaccharide, fructose là monosaccharide, chỉ mỗi thằng tinh bột là polysaccharide, tinh bột công thức là C6H10O5, tất cả N lần. Đáp án đúng đáp án A. Được chưa? Câu 331. Câu 331. Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường? Thế mình có này, sắt là không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường đâu nhá. Đồng cũng không, bạc cũng không. Đúng chưa? Không tin em nhúng ba cái đèn này vào xem. Vậy đáp án đúng chúng ta là natri. Natri tác dụng với nước ở nhiệt độ thường, thả vào nước viên natri vo tròn lại chạy loang quang trên mặt nước, đúng không? Và tạo thành dung dịch NaOH. NaOH thì làm quỳ chuyển thành máu xanh. Được chưa? Đấy, thầy vừa làm bài tập vừa nhắc lại lý thuyết cho các em. Câu 322. Đây là chuỗi ôn lý thuyết sáng sớm. Đấy, các em nhớ. Câu skin thì tối nay nhá. Tối nay Mai Hương nhá. Tối nay vào lúc 20:30 theo dõi thầy. Tối nay vào lúc 20:30 theo dõi thầy, chúng ta sẽ có cái câu skin. Thầy sẽ dạy lại cho chúng ta skin tìm đồng phân ở phần este. Câu 322. X là alpha amino acid trong phân tử của một nhóm NH2 và một nhóm COH. Vậy ở đây mình có này, RCOOH H2N. Được chưa? Cho 27,6 gam X với lượng dư dung dịch HCl 27,6 gam X vào lượng dư HCl thì thu được dung dịch chứa muối. Muối chúng ta bằng 37,65. Vậy hoàn toàn mình bảo toàn khối lượng. Mình tìm được MHCl thì bằng, ở đây mình có bảo toàn khối lượng, chúng ta tìm được MHCl bằng 37,65 trừ đi 26,7 bằng được bao nhiêu chia cho 36,5? 0,3. Vậy anh này bằng 0,3. Vậy suy ngược lại được anh này bằng 0,3. Vậy đến đây ta tìm được này, H2N này, R này, COH này thì bằng 26,7 chia 0,3. 26,7 mà chia 0,3 thì bằng bao nhiêu? 89, đúng không? 89 thì chắc chắn anh biết được rồi, nó là H2N ala đúng không? CH3 COH, bởi vì đề bài nó nói chúng ta là alpha amino acid. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án nào? D, khá nhiều đứa tô B, à, tô C là chết. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Được chưa? Câu 333 này. Câu 333. Câu 333. Sao băng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOO C2H5 2,96 mà chia cho 74, 2,96 chia 74 bằng 0,04 mol. 0,04 mol. Với dung dịch, lượng dung dịch NaOH vừa đủ, NaOH vừa đủ. Được chưa? Vậy thì chắc chắn chúng ta thu được HCOO Na nhá. Vậy anh này bằng 0,04, vậy mình có 0,04 nhân 68. 0,04 nhân 68 bằng 22,72 gam. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Thầy vẫn đăng file trước mà Lê Trường An. File trước cả bộ 505 câu vẫn ở trên tường nhà thầy. File đề thì vẫn đăng lên trước mà, lúc nào thầy cũng đăng lên trước luôn. Nó ở trên tường nhà thầy, các em chỉ kéo xuống một chút là các em sẽ nhìn thấy. Câu 334, bạn nào mà còn cái file đề của phần 505 này các em gửi cho bạn với, giúp thầy. Câu 334. 334 nhá. Cho y gam kim loại M và dung dịch Fe2S43 lần, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng phần dung dịch tăng thêm
lưu ý là tăng thêm. Vậy là cái thằng kim loại này nó phải khối lượng phần dung dịch tăng thêm nhé. Lưu ý này, khối lượng phần dung dịch tăng lên. Vậy là M này cộng với lại sắt 3 cộng. M này cộng với sắt 3 cộng mà làm cho khối lượng phần dung dịch tăng thêm, có nghĩa là khối lượng kim loại giảm đi. Đúng không? Thế mà đây này, bari thì nó tạo thành BaO hai lần. BaO hai lần. Và thằng OH này tác dụng với lại Fe3 cộng, nó tạo thành kết tủa FeOH 3 lần, và nó làm khối lượng dung dịch giảm đi. Vậy loại natri cũng làm cho khối lượng dung dịch giảm đi bởi vì nó tạo thành kết tủa FeOH 3 lần. Loại tiếp, đúng chưa? Mình có này, đồng. Đồng mà cộng với lại sắt 3 cộng thì tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Đúng chưa? Tiếp tục bạc, bạc bạc có cộng với sắt 3 không? Bạc không. Vậy là chẳng ảnh hưởng. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, đồng. Đấy, được chưa? Làm sao để được 8 điểm thì phải cày đi, đừng có hỏi nhiều. Bây giờ mà hỏi thì không bao giờ được 8 điểm và chỉ có xông đầu vào là cày thôi. Nhá. Cái câu hỏi phải đặt ra từ lâu rồi. Để được 8 điểm học thầy ngay từ đầu năm lớp 12. Còn nếu không bây giờ chúng ta học thì chúng ta vớt vát được gì thì vớt ra. Câu 335. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng riêu cua nổi lên là do. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng riêu cua nổi lên là do sự đông tụ của protein do nhiệt độ. Đáp án đúng đáp án A. Câu 336. Câu 336. Các chất nào sau đây? Các chất nào sau đây điều chế đều có thể, các em chú ý nhá, đây là mình livestream từ 5 giờ 40 cho đến 6 giờ 15 mà mình đã livestream được 35 câu. Chúng ta làm bài thi chúng ta phải tốc độ như vậy, đúng không? Chúng ta không thể nào mà đốt những cái thời gian quý giá chúng ta chỉ để nghe chém gió hay là linh tinh gì cả, rất là phí thời gian, đúng không? Thầy thì không làm được kiểu phí thời gian như vậy, thầy sẽ tập trung vào việc chúng ta đi đúng bản chất và chúng ta làm có thời gian đối với các nhau, đối với nhau. Bạn nào mà chưa share lại về tường thì share thật nhanh về tường nhá. Câu 336 này. Câu 336 đáp án gì các em? Câu 336 đáp án gì nhỉ? Các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit? Mình có này, thằng fructose là monosaccharide không thủy phân được, fructose không thủy phân được, đúng không? Glumono cũng không thủy phân được, vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. Tinh bột là polysaccharide, sen là polysac là disaccharide, đúng không? Thì ba thằng này đều bị có khả năng thủy phân. Câu 337. Phân tử khối của peptide gliala là, chúng ta phải tìm được phân tử khối của nó. Gli chúng ta là 75. Ala chúng ta là 89. Được chưa? Trừ đi 18. 75 cộng 89 trừ 18. 75 cộng 89 trừ 18 bằng 146. 146. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 146. Câu 338. Khi nói về kim loại, khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây là sai? Đúng chưa? Nào, chúng ta có này. Chúng ta có này, thầy chẳng đá ai cả em ạ. Được chưa? Không, các em đừng có gây ua. Chúng ta tập trung vào việc học. Câu 338. Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây là sai? Kim loại có độ cứng lớn nhất là chrome. Chính xác. Kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng. Đồng phải kim loại dẫn điện tốt nhất không? Đấy. Kim loại nhiệt độ nóng chảy cao nhất là wolfram. Đúng. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là li-ti. Đúng. Vậy kim loại dẫn điện tốt nhất là đồng. Chính xác. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. Câu 339. Câu 339. Vinil acetate có công thức cấu tạo thu gọn là gì? Vinin acetat, vinin. Vinin đây là nhóm vinin này, acetat này. Vậy chúng ta sẽ có này, vinin acetat đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Đây là vinin acetat. Câu 340. Câu 340. Trong điều kiện thường, trong điều kiện thường, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc dạng mạch, không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi trường axit thu được glucose. Vậy tên gọi của X, đây, chất rắn dạng sợi màu trắng, phân tử X cấu trúc mạch không phân nhánh, không phân nhánh nha, amylopectin phân nhánh vớt. Fructose thì không thủy phân thành glu được. Xác thì thủy phân tạo thành alpha glu và beta fructose loại tiếp. Vậy cellulose thủy phân này, sen chất rắn dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn đúng. Thủy phân trong môi trường axit thu được glucose. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Được chưa? Ok. Sang câu 341. Câu 341. Nào các em comment xem câu 341 đáp án gì. Trong những năm 30 của thế kỷ 20, nhà khoa học của hãng DuBois đã thông báo phát minh ra một vật liệu mỏng hơn tơ nhện, bền hơn thép và đẹp hơn lụa. Trong thời gian, vật liệu này đã có mặt trong cuộc sống hàng ngày con người, phổ biến cho các sản phẩm như lốp xe, dù, quần áo, tất. Hãng DuBois được hàng tỷ đô la hàng năm chế tạo loại vật liệu này. Một trong số loại vật liệu đó là tơ ni lông 6. Công thức của một loại mạch tơ ni lông 6 là gì? Tơ ni lông 6 được tạo bởi từ epsilon amino caproic. Vậy epsilon amino caproic là anh nào? H2N1234567COOH. Vậy ở bên trong nó phải có 6 nguyên tử carbon. 1234 không có. Đúng chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây 6 này cộng 1 là 7. Đây là ni lông 7 loại. Được chưa? 5 cộng 1 là 6. Vậy đây mới là ni lông 6. Đáp án đúng đáp án D, ni lông 6. Câu 342. Câu 342. 342. Khi thay nguyên tử hiro trong phân tử NH3 bằng gốc
hydrocarbon thì ta thu được gì? Khi thay phân tử hydro trong khi thay nguyên tử hydro trong gốc bằng trong phân tử NH3 bằng gốc hydrocarbon thì ta thu được anh amin, đúng không? Thế là thay 1 thì được amin bậc 1, thay 2 thì được amin bậc 2 và thay 3 thì được amin bậc 3. Câu 343, hợp chất không làm đổi màu quỳ tím ẩm. NH3 làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh, loại. CH3CH làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ, loại. Đời 3 hỏi chúng ta là không làm đổi màu nhá. CH3NH2 làm chuyển thành màu xanh, loại. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, một nhóm NH2, một nhóm COH, được chưa? Vậy là làm quỳ không đổi màu. Câu 344. Mình có này, C6H12O6 này. C6H12O6 để tạo thành C2H5OH. Anh này là 2. Số mol của C2H5OH bằng 92 chia cho 46 thì bằng 0,2 mol. 0,2 nhân 1 chia 2 bằng 0,1. Chú ý, hiệu suất quá trình đơn men là 60%, vậy nó bằng 0,6. Thuận nhân nghịch chia, vậy là chia cho 0,6. 0,1 chia 0,6 nhân 180. 0,1 chia cho 0,6 nhân 180 bằng 30. 92, à sorry, thì nhầm, đây là 2. Đây là 1 chia 0,6, thế là nhân lên 10. Là bằng 300, đúng không các em? 300 vừa nãy thầy ghi nhầm. Đáp án đúng chúng ta câu 344, đáp án C. Câu 345. 345 là một câu cực kỳ hay, chúng ta có phong cách giải riêng của thầy. Câu 345. Đun nóng 14,6 gram gli ala. Vậy ở đây chúng ta tìm được số mol. 114,6 chia cho bằng ngoặc đơn. Gli là bằng 75. Cộng với lại ala là 89 trừ đi 18 bằng 0,1. 0,1 mol gli ala. Vào lượng dương dịch NaOH, vào lượng dương dịch NaOH để thu được phản ứng sẽ hoàn toàn thu được dung dịch chứa M gam muối. Muối chúng ta là gli, bỏ đi 1 hydro cộng 1 natri, bởi vì một nhóm COH thì ăn 1 NaOH. Ala bỏ đi 1 hydro, ăn 1 natri nữa. Vậy ở đây mình có số mol anh này 0,1, anh này 0,1, vậy hoàn toàn mình tìm được M muối luôn. M muối bằng 0,1 nhân mà ngoặc đơn cụm này là 75 trừ đi 1 cộng 22 là cộng với cộng 23 là cộng 22. Cộng với lại 0,1 nhân với mẫu đơn 89 cộng 22 bằng 20,8 gram. Đáp án đúng đáp án C. Câu 346, hợp chất nào dưới đây thuộc loại amino acid? Amino acid là hợp chất mà trong phân tử có một nhóm COH và một nhóm NH2, đúng không? Anh này là ete vứt, anh này là muối amoni vứt, anh này là amin vứt, anh này là có một nhóm COH, một nhóm NH2 này. Amino acid, đáp án đúng đáp án D. Câu 347. Câu 347. Thủy phân hoàn toàn 8,8 gram etin acetat. 8,8 gam etin acetat. Etin acetat là CH3COOC2H5, số mol bằng 0,1. Được chưa? Và dung dịch NaOH, chúng ta tìm được số mol NaOH của chúng ta bằng 0,2 nhân 0,2 bằng 0,04. Được chưa? Vậy hoàn toàn ta sẽ thu được là CH3COONa. Đúng chưa? Ở đây tính theo thằng ít hơn 0,04, thằng này bằng 0,04. 0,04 mà nhân với 82. 0,04 nhân 82 bằng 3,28 gam. 3,28 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Các em chú ý là tối thứ năm chúng ta sẽ live stream bộ hình vẽ thí nghiệm vào lúc 20 hẳn là vào lúc 21:30. Nhớ đấy nhá, tối thứ năm vào lúc 21:30 chúng ta live stream bộ hình vẽ thí nghiệm. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu 348. Câu 348 này. 348. Cho M gam hỗn hợp kim loại. Chúng ta chỉ giải đến câu 350 thôi nhá. Chúng ta chỉ giải đến câu 350 thôi. Nào, câu 348. Thế là giải đến 350, vậy là mình còn 150 câu nữa. 3 buổi sáng live stream nữa là xong. M gam hỗn hợp kim loại gồm kẽm, đồng và dung dịch HCl dư. Đây mình có này, kẽm, đồng và dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được hydro, chúng ta tìm được số mol hydro bằng 0,2 và 2 gam kim loại không tan. Vậy đồng này là 2 gam kim loại không tan. Đồng này là 2 gam. Vậy hoàn toàn đây mình có này, bảo toàn này, một kẽm sinh ra một hydro, vậy mình có tìm được số mol kẽm bằng 0,2. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được giá trị của M bằng 0,2 nhân 65 cộng 2 bằng 15 gam. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án C. Được chưa? Tiếp tục nhá. Sang câu 349, các em thử comment đáp án câu 349 là sao hoàng hóa tristerin bằng NaOH thu được glycerol và chất nào? Thì sterin chúng ta là C17H35. Đúng chưa? COO tristerin đây thì tạo thành CONa, đúng không? Vậy nó phải là C17H35, CO một phát thôi, đây là ba phát vứt, được chưa? Phải là CONa, vậy đáp án đúng mình là đáp án D. Câu 350, câu cuối cùng của ngày sáng ngày hôm nay. Cho dãy các kim loại. Số kim loại trong dãy tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ. Số kim loại trong dãy tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ là. Thế mình chú ý này, natri thì tác dụng điều kiện thường, canxi tác dụng điều kiện thường, đồng không,
sắt không, kali có. 1, 2, 3 anh. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 3 anh. Đấy chưa? Sáng nay chúng ta đã hoàn thành đến câu 350. Các em ơi, các em chú ý là theo dõi thầy và tương tác với thầy thật nhiều để có thể theo dõi các buổi livestream chất hơn nhá. Thầy đang dự định là làm tiếp một cái bộ đề để dự đoán số 003 cho các em. Bộ đề cực kỳ chất, và hơn nữa rằng là đây là những cái tài liệu mà ôn thi lý thuyết vào buổi sáng sớm rất là tốt cho các em, nên là các em nhớ share lại video livestream về tường nhá, xong tác các bạn vào video livestream. Ok, bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bây giờ các em đi học đi. Chào tạm biệt.